Chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ đến các bạn cách bảo quản hành lá mà để lâu không có bị hư nha. Và làm cách nào thì mời các bạn cùng theo dõi. Mình có chuẩn bị sẵn một ít hành lá. Và mình đã lặt những cái lá hư úa này vẫn còn sót rồi. Trước tiên mình sẽ cắt hết cái rễ đi nha cả nhà, cắt sạch sẽ hết mấy cái rễ này đi. Làm cách này là hành của mình là đảm bảo sẽ ăn đến khi nào mà hết hành thì thôi, chứ nó không có bị hư nha cả nhà. Rồi sau khi mình cắt xong, mình sẽ đem đi rửa sạch. Mình sẽ đem rửa sạch như thế nhà. Rửa sạch sẽ. Sau khi rửa sạch, cả nhà mình chuẩn bị cho mình một thau nước mới để ngâm nha cả nhà. Rồi đây mình chuẩn bị một thau nước mới sạch sẽ, và mình sẽ cho vào đây một ít muối để ngâm khử trùng để lúc mình ăn vào không bị hóa chất nha cả nhà. Đây muối đây nha cả nhà, mình cho vào một ít. Mình ngâm tầm khoảng 10 tới 15 phút nha cả nhà. Sau khi mình ngâm được 10 tới 15 phút rồi á, bây giờ mình sẽ vớt ra nha cả nhà. Vớt ra rổ. Xong rồi cả nhà mình phơi cho cái hành này nó khô đi. Khô ráo luôn nha. Để mình đem đi phơi. Rồi sau khi mình đem hành đi phơi cho nó khô ráo nè, thì mình các bạn chuẩn bị cho mình một cái hộp nhựa như vậy nè, có nắp luôn nha. Mình sẽ dùng thớt và thắt hành ra. Thank you.
cả nhà mình sách làm sao mà ăn cho nó vừa miệng mình là được rồi. Rồi sau khi sát xong mình cho hành vào trong cái hộp này. Mình làm mà không có khéo tay lắm nên nó hơi rớt nhà xíu nha các bạn. Bây giờ mình đóng nắp lại thật là kín. Bước tiếp theo nữa là mình sẽ đặt cái hũ này vào trong cái ngăn đá của tủ lạnh mình nha cả nhà. Đảm bảo là với cả nhà là hành sẽ không bao giờ bị hư. Chừng nào mà ăn hết hành luôn cũng chưa hư. Ở nhà mình thấy video của mình hay thì nhớ cho mình xin một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn cả nhà.